đã có ngân hàng trả cổ tức tiền mặt khủng nhất từ xưa đến nay. Thậm chí cái tỷ lệ cổ tức này còn cao hơn cả những cái cổ phiếu đã bão hòa, những cái cổ phiếu mà trả cổ tức cao ở trên thị trường chứng khoán. Đó chính là ngân hàng Tiên Phong Bank. Và cái tỷ lệ tiền cái ngân hàng này trả là 25%, tức là 2.500 đồng trên một cổ phiếu. Với giá thị trường của cổ phiếu chỉ 24.000 đồng thì cái tỷ lệ cổ tức của cổ phiếu này nó lên đến hơn 10%. Và cái ngày chốt là ngày 21 tháng 2 năm 2023 và cái ngày thực hiện chi trả thì cũng rất nhanh là ngày 3 tháng 3 năm 2023. Vì sao nó lại siêu khủng? Bởi vì từ xưa đến nay chúng ta biết rằng ngân hàng được coi là một cái ngành tăng trưởng và rất ít trả cổ tức. Tuy vậy từ năm 2023 đã có cái sự thay đổi, bất chấp cái sự khó khăn của nền kinh tế thì ngành ngân hàng vượt qua cái sự khó khăn ấy rất mạnh mẽ với việc tăng trưởng lợi nhuận lên đến hơn 30% trong năm 2022, hơn rất nhiều so với trung bình thị trường chỉ khoảng độ dưới 10%. Và cái việc có những cái ngân hàng trả cổ tức trên cái giá trên 10% mà nó lại còn tiếp tục có thể tăng trưởng được từ 10 đến 30% một năm trong tương lai là một điều hiếm có, và đây xứng đáng là những cái cổ phiếu triple pay phù hợp với các nhà đầu tư tích sản vừa nhận cái dòng cổ tức cao mà lại tăng trưởng trong tương lai.